Hi, chào anh em báo xin ở nước mình từ lũ S98. Rất vui quay trở lại bạn trong video bán là LG K1 ở server số 68. Tua cụ máy chủ phải nói là kinh khủng khiếp nhất nhì cái thế giới này. Hiện nay đang lên tới hơn 11 triệu lượt chiến mà xếp hạng 19 mà được chiến các bạn ạ. Nghĩa là gần 2x luôn. Vắt cả xoài. Số lượng người chơi mà trên 12 triệu lượt chiến cứ phải gọi là nhan nhản luôn các bạn ạ. Kinh khủng khiếp. Thậm chí hai ông top 1 còn tranh nhau mốc hơn 16 triệu lượt chiến rồi. Kinh khủng khiếp đúng không các bạn? Vãi cả xoài, sợ thật. Còn 13, 14 triệu thì nói thật là đếm không hết luôn. Thành ra là ạc này nếu như mà ở server khác ấy, thì mình nghĩ không ít thì cũng không khó đâu. Nhưng hiện nay thì đang vất vưởng ngoài 2x nếu như không online. Online thì hoàn toàn tất nhiên đánh vào khu vực trong tầm 1x không phải là cái vấn đề khó khăn. Đội hình của ạc hiện nay thì do chưa có được 5 tọa thiền hoặc là Iori nên ăn hành khá nhiều. Nội dung chủ chốt thì vẫn là Asuka. Và nếu như Asuka của bạn mà sống và được thi đấu nhiều hơn Asuka của đối phương thì bạn sẽ là người chiến thắng. Nhạc này thì chưa đạt được như vậy cho nên là nhìn chung là cũng hơi đang trong gọi là thế bí phết đấy. Dù hiện nay đang có một võ sĩ rất là mới trông rất là ngon, chính là Yamazaki đã được lên đến tầng cao nhất, đó là tầng lục môn, nhưng quả thật nó chưa ăn thua gì cả. Cho nên nếu như mà mình có sử dụng những cái võ sĩ như kiểu Kensu hay là con mới mà nó chưa ăn thua thì các bạn cũng đừng có chê trách nhé. Tầm này là cứ phải đấm được Asuka bằng tọa thiền trước đã, sau đó bắt đầu mới tính đến nước chiến thuật. Có điều các đồ khác của team thì thật sự rất là ngon với cái giá dưới 2 triệu. Thì các bạn sẽ rất là khó kiếm được ạc là dưới 2 triệu mà đồ đạc kim cương, đội hình thứ loại ngon như này. Chúng ta có sói 5 sao, đúng không? Cứu 4 sao, phong ấn cũng 4 sao rồi các bạn ạ. Các loại hồn năm cũ khác toàn 5 sao thôi. Ban môn võ sĩ mình tra hết rồi, gần như là full môn nhé. Đồ theo kèm mình cũng lướt nhanh. Có chỉ số lực chiến siêu cao cho nên đồ nó cũng tương xứng, cực kỳ chất lượng luôn. 36 viên run đỏ, thậm chí có thể là nhiều hơn một số những cái viên run đỏ lẻ lẻ ở dưới. Phòng thí nghiệm hạt nhân, chúng ta đang có 4 bộ rồi. Còn đây là kỹ thuật Nest, rất nhiều viên đỏ đúng không các bạn? Nhìn lực chiến ra là mình biết. Ok, chúng ta cùng lướt nhanh lốt túi đồ nhé. Cấp VIP cao đấy, VIP 10 đấy, không phải ít đâu. Đây là một quyển sói cửu này, phong ấn được. Cái thì chưa full đâu, 5 sao thì mới là full, hiện nay mới đang là 4 sao cho nên là nó cũng không thừa đâu. Về định hình trong tương lai thì mình nghĩ rằng hồn lực 5 như thế đã là tốt rồi, nhưng chưa khắc chế được hội hợp tác nên vẫn phải lấy phong ấn. Rẻ thì lấy 1 sao, 2 sao, còn không thì phải là 3 sao các bạn. 3 sao nó là ăn full sự kiện. Rồi, các phần bên dưới không quá quan trọng, 376 mảnh vạn năng là dư xăng để dùng rồi. Cũng không phải thuộc loại khó kiếm mảnh vạn năng đâu. Đánh các chế độ bao gồm ở chế độ mỏ vẫn ngon lành cánh đào. Toàn bộ thông tin ạc mình đã check xong. Bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả video nhé. Chứ chắc là thôi mình không gọi là quay clip đâu. Đánh nhau thêm ức chế thôi. Không có hồn được 5 tọa thiền. Chém bên mình phải chém nó toàn nè. Không khi đôi bạn nó chém mình thì không làm gì được. Đấy. S-Mang Yamazaki đấm vào hư không thì ăn thua gì. Nên là kể cả bên server Đài Loan là server gọi là ông cha của cái server quốc tế này đi trước ấy. Đấy, cũng thế thôi các bạn ạ. Không có tọa thiền với cả Iori. Bên họ thì Iori cũng chẳng làm được cái gì, hoặc là Kula chứ, thì không thể đấm được hội hợp tác đâu. Iori của tay này kinh khiếp gọi nhỉ. Một hit bay màu thằng Yashiro, sợ thật. Rồi, chắc chân 2x các bạn nhé. Chầy cối, bạn nào mua hạc chầy cối đánh vào sẽ có tỷ lệ vào 1x. Nhưng mà cũng khó, không phải đùa đâu. Các bạn nhìn thấy server vào 1x cũng thấy khó khăn rồi chứ đừng nói. Đây, hy vọng bắt nạt được ông Shunei. Mình chơi mà cả gọi là chơi Shunei phải gọi là khiến cho thiên hạ phải gọi là có cái nhìn khác. Tay Khương Chọc thì hắn đang đợi Shunei lâng lục môn. Đấy, thì khi đấy thì chắc là mình mới mượn bung lụa. Chứ thật ra nói bắt thằng Shunei tứ môn thì đối đầu thì cũng khó quá. Asuka nó vẫn là con võ sĩ mới hơn theo bản Đài Loan nhé, bát môn các thứ ngon lành hơn đấy. Ok, đánh được cái các bạn nhá. Tỷ lệ đã hết đấy.
Bạn nào mua hàng liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Giá anh chưa đến 2 triệu đâu. Các bạn check cho mình giá chính xác ở phần mô tả video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.